tôi là Hồ Thuận, tôi xin có ý kiến. Nếu mà theo tôi đó thì cái cuộc giải bày hôm nay của anh Ý với chị Tình đó, là cái cảm nghĩ riêng tôi ấy, không cần thiết. Tại vì người ta cái chuyện gì người ta nhìn vô cái hành động của cái việc làm ấy, mới quan trọng. Còn những cái lời nói hoặc là này kia đó, tôi là chứng kiến hai cái ngày biểu tình ở trên San Francisco, trời lầm câm và đói meo. Nhưng mà anh Ý, lúc đó tôi cũng chưa biết anh Ý nhiều nữa, dắt một cái cờ đỏ sao vàng cột như một con chó vậy, đi ngang trước cảnh sát, rồi đi ngang trước Việt Cộng, mà anh cứ cột cái cờ đỏ sao vàng, anh đi lui đi tới hoài, mà trên người anh không có một cái áo ấm. Tôi nhìn như vậy thì tôi đánh giá thế nào bây giờ? Ông Nguyễn Xuân Nhật đánh giá như thế nào bây giờ? Phải nhìn cho hành động, cái cờ đỏ sao vàng, mà anh giật với cái dắt như dắt một con chó, thì cái đó là nói lên cái tinh thần của anh Ý và chị Tình rồi. Riêng bản thân tôi cảm thấy rất là phục. Hai ngày đói rét, bây giờ cái chuyện anh Ý nói là cái cuộc nói hôm nay chỉ nói về anh chị thôi, nhưng mà theo tôi nghĩ bốn cái câu hỏi đó không quan trọng bằng một cái câu mà tôi đã đọc ở trên tờ báo Tiếng Dân, khi người ta nói rằng lương tâm gươm giáo. Gươm giáo là thế nào? Trong suốt mười mấy năm mà tôi sống trên đất Mỹ, tôi nghe một cái đài là lương tâm công giáo, tôi cảm phục lắm. Người ta dùng tất cả những cái sắc bén, những cái khí giới bằng tiếng nói để mà đập thẳng vào Hồ Chí Minh, đập thẳng vào Hà Nội, đập thẳng vào Cộng sản. Chưa bao giờ lương tâm công giáo nói đến một nhân vật thứ ba nào khác trong suốt mười mấy năm của cái chương trình lương tâm công giáo. Như vậy thì lương tâm công giáo đã dùng những cái sắc bén đó để mà chém vào Cộng sản. Tôi xin hết để tôi trước lời một lần cho là như vậy. Từng báo Tiếng Dân không muốn chém vào Cộng sản hay sao? Xin ông Nguyễn Xuân Nhật và ông Chiêu Bán trả lời. Tôi xin hết. Cảm ơn ông. Chúng ta chỉ còn có vài phút nữa là phải trả lại cái forum cho Thư Viện. Thì xin quý vị có phát biểu lần lần cho đó. Thưa quý vị, cũng sắp hết giờ rồi. Và đây, tôi nghĩ rằng hôm nay là theo lời mời của anh chị Tình là đến đây để nghe anh chị Tình tâm sự, nói lên như hồi nãy đã nói lên những cái oan ức của mình. Do hai người hoặc là một cái tờ đăng trên một tờ báo nói anh chị lâu nay, thì chắc anh chị cũng phải là muốn mượn diễn đàn này để chúng ta có những cái phát biểu để mà đánh phá lại cái phía kia. Đó là cái, tôi tin chắc là cái thiện ý của hai người là như vậy. Cho nên để cái vấn đề có thể kết thúc thì anh chị Tình Ý có thể tóm tắt cái những cái lời các anh chị nói hôm nay và một vài cái ý kiến, rồi các anh chị viết thành một bài báo và gửi bảo đảm đến cho tờ báo đã nói về anh chị lâu nay, gửi bảo đảm. Thì khi cái thư bảo đảm đó tới đó và không đăng vào những cái chỗ mà đúng theo cái luật truyền thông đó, không đăng vào những cái bài nói lâu nay, thì khi đó anh chị có thể đưa qua các tờ báo khác để đăng. Và xin hẹn. Thưa quý vị, là chúng ta bỏ thì giờ để đến đây ngày hôm nay mà vô ích không được gì thì đâu có ai muốn. Một cái điều mà tôi nghĩ rằng là ở đây chúng ta có ít nhất là một người là ông Phó Chủ tịch Đại Huỳnh Phong. Ít nhất. Bây giờ chứ? Cũng có là một người ở trong ban đại diện cộng đồng. Thì tôi nghĩ rằng là tôi xin đề nghị với lại ông ủy viên là tôi nghĩ rằng là rất đông quý vị ở đây ai cũng muốn rằng là cộng đồng chúng ta phải có một cái buổi họp do ban đại diện cộng đồng tổ chức để cho tất cả mọi người dân có ý kiến. Nói gần lại tôi xin nghe. Tôi muốn hỏi câu, có phải là vì bốn câu hỏi đó mà quý vị tụ tập họp ngày hôm nay không? Đó là một câu hỏi thứ nhất của tôi. Và câu hỏi thứ hai, nếu mà tôi phát biểu giống như là bà Mỹ Hoa phát biểu hồi nãy thì cá nhân của Phú Yên có ngắt lời tôi và có phản đối tôi như vậy không?
Tôi xin thưa một điều là chính những người mà quá khích như là Phú Yên đã từng lên bên Việt Nam mà viết như vậy, đã cầm một ngọn đuốc mà đốt cái cộng đồng này chứ không phải là xây dựng đâu. Và tôi xin hết lời. Dạ, các con, ok, mời về. Dạ thưa cô chú, con nãy giờ ý kiến của cô chú bác lớn tuổi thì hôm nay một đứa trẻ, một nhà anh em nhỏ thì con cũng nói lên cái tâm tư của con thôi. Con không dám đại diện cho tất cả anh em trẻ ở đây, nhưng cái tâm tư của con là như vậy. Tụi con sống ở cái cộng đồng này là lúc nào tụi con cũng nhìn những người lớn họ làm cái gì thì mình bắt chước mình làm theo. Tại vì tụi con không biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Khi mà sống lên, sống ở đây, tư tưởng văn hóa Mỹ, rồi văn hóa Việt Cộng thì cũng có lúc học được chút xíu trong trường nữa. Thành ra mình không biết làm như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Thành ra tụi con phải nhìn các cô chú bác làm cái gì, tụi con làm như vậy. Nó giống như tấm giờ tờ giấy trắng, cô chú vẽ cái gì con vẽ như vậy thôi. Thành ra cái điều mà con buồn là như vậy. Cái tâm tư của con buồn là con nghĩ đến một cái gia đình. Con lấy một cái ví dụ để cô hiểu được cái tâm tư của con. Cái gia đình của con có một ông bố, một bà mẹ và mấy anh em. Thì con không hiểu. Con rất trân trọng cái ông bố của con cũng như bà mẹ của con. Nhưng mà con không hiểu lý do tại sao những tháng gần đây ông bố của con cũng sinh tật. Ông chửi hết người này nó chửi người khác. Chửi bà xã, chửi vợ xong chửi con. Nhưng mà không có nói ra lý do là tại sao ông chửi. Đứa con nó có gì kêu nó tới, nói nó mày cái này sai, cái kia sai, cái nọ sai, tao dạy mày, không được tao đánh mày. Tụi con không sao hết. Nhưng mà không dạy mà không nói trong gia đình, mà lại đi ra hàng xóm nói là con tao là ma cô, ma cậu, đỉ tiếng đủ thứ. Rồi về nhà lại tiếp tục mắng chửi mà không có một cái lý do. Con nít mà nó nhìn thấy thấy, tụi con thấy ấm ức lắm, ấm ức lắm. Nếu mà là ở Việt Nam, tụi con cách giải quyết khác. Ở nước Mỹ này, con nít Mỹ bên đây nó có giải quyết khác. Cái gì sai là nó phan liền. Nhưng mà anh em tụi con dù sao cũng là người Việt, tụi con không nói được. Tụi con cứ nuốt ở trong lòng cái ổn ức đó. Bây giờ cô chú nghĩ cứ mỗi ngày mà ba con ấy ra ngoài hàng xóm nói là thằng đó là ma cô đó, con tao là ma cô đó, mà không nói lý do mà về nhà lại không dạy. Đau lắm, đau lòng lắm. Bây giờ con hỏi cô chú, nếu mà mình không làm gì hết, con cái không làm gì hết, thì con làm cái gì? Thứ nhất là con đi tự tử, tại vì con xấu hổ quá. Thứ hai, ai phú trời đó. Dạ, con theo chút xíu nữa. Cái thứ hai nữa là con bỏ nhà con đi. Con không dám nhìn mặt cái gia đình con nữa. Và cái thứ ba là con sẽ làm một cái gì đó mà tất cả mọi người xung quanh nghe sẽ biến mất hết. Cái đó là những cái mà con nói là lên tinh thần là cái tâm lý học hầu người nó sẽ làm như vậy. Những đứa trẻ bên đây như vậy thì con nghĩ là cô chú hiểu giùm cho giới trẻ tụi con rất là buồn hiện giờ là bị la mắng, bị chửi mắng mà không biết tại sao và không có một lý do, trong khi đó lại đem ra ngoài để nói những chuyện đó. Thì hôm nay có nhiều sư cô chú cũng nói con với lại anh em trẻ là anh em nhìn đi, nhìn tới lúc nào thưa cô chú, nhìn tới lúc nào. Cái thứ hai nữa thưa cô chú là nếu mà giờ tụi con làm như thế nào, thì nãy con nói cô chú, nếu mà tụi con có làm cái gì mà để mà phản ứng lại hay để làm cái gì đó, tụi con cũng phải nhìn cô chú làm cái gì thì con mới làm được, chứ tụi con không thể nào tụi con tự động tụi con làm. Thành ra cô chú hôm nay cô chú về cho tụi con, xin hỏi cô chú cho tụi con một cái ví dụ, cho tụi con một cái hành động nào đó để cho tụi con thấy rằng tụi con nên làm như vậy. Còn nếu mà cứ dài như vậy đó, tất cả gia đình trong cộng đồng chúng ta, cái gia đình mà con đang tưởng tượng ra đó sẽ mất những người con ngoan, sẽ mất những người con mà nó có lòng với gia đình, nó sẽ đi bụi đời. Con chỉ nói đến đó cho tôi hiểu. Cảm ơn các chú. Chúng tôi thấy rằng cái sự mà đánh phá này nó ảnh hưởng đến cái việc mà chúng tôi làm để mà yểm trợ trong nước, và chúng tôi thấy rằng mình cần phải có một cái làm một cái gì đó để mà ngưng cái việc đánh phá đó lại, vì nó đã bắt đầu tác hại rất là lớn lao. Vì thế mà chúng tôi phải buộc lòng phải có cái buổi nói chuyện hôm nay, cũng như chúng tôi đã tha thiết xin ông chủ tịch cộng đồng nhiều lần yêu cầu ông ấy tổ chức cuộc họp nhưng mà ông không làm, cho nên buộc lòng chúng tôi phải làm.